Hello, well, các bạn, chúng ta đi chơi Richocat. Rồi, các bạn đi chơi cái trò này. Mình đang ở màn 4, 343. Ôi, tôi chết rồi. Yeah. Ủa sao thế nhở? Đã bay trúng đường đạn cái. Ôi dồi ôi, đúng rồi, cắt vào chỗ này này, cắt vào chỗ này này. Đó. Con gấu này sẽ bị lừa sang đây. Mình đang ở màn 349. Khẩu pháo và con cá sấu đây đã bị chúng nó tự bắn đạn vào nhau rồi. Nói tiếp nào. Ô. Mình không để ý đến cái này. Chơi kiểu gì đây? Cắt cái này trước này. Thả ông này ra. Đó đúng rồi. Màn 352 các rất khó. Đây mình chơi Miracle Lady. Mình đã vào game và đang điều khiển với cô nàng tóc đỏ. Chúng ta sẽ ăn những cái củ cà rốt này. Cà rốt kìa. Ăn nào. Ô từ nay ăn rất nhiều mà cái vạch trên này nó không xê dịch cho là bao, chứng tỏ đây là một màn rất khó. Úi dồi.
Ôi, chạy từ nãy giờ mà cũng chưa biến hình được này. Con ma này vẻ căng. Biến hình. Ăn lốc màn 69 rồi. Tốc độ quá cao. Ui ui. Ủa, cô này đang chạy hay đang nhảy vậy? Càng về sau ấy, cái vạch năng lượng ở trên lại càng nhanh đầy thôi. Nó không khó khăn như mấy ban đầu đâu. Tốc độ cao rồi. Yeah, chúng ta sang cho Zagrak. Mình đang ở bản 28, cấp độ 28 trong game. Ui. Chúng ta đang đi Tây Trúc Thành Kinh. Thu thập thêm thật nhiều đồ đệ. Dân số đang tăng rất là đông đấy. Đông. Ẩu đả, có ẩu đả xảy ra. Trùng cuối, trùng cuối của chúng ta đã thắng. Tích dân đông đông vào để cơ hội cho những cái phần sau sẽ khá hơn. Ui, trùng cuối đi rồi. Nhà chúng ta chơi cho Tom Hero. Nhiệm vụ chúng ta đó là hit 12 Rakun. Trong này có cái trang phục của Ginger rất là mới này mà chưa mở khóa đâu. Chúng ta nhân tiền đi về thôi. Đây là một cái nhiệm vụ khác. Chúng ta sẽ đá bông 16 con gấu mèo này. Điểm cao đã hoàn thành. Yeah.
Bây giờ mình muốn đi vào cái địa hình băng, không đi trong cái địa hình ngoài bãi biển này nữa. Liệu có không đây? Có cái nhẫn thần à? Mình đi vào cho Shrimper này. Bắt đầu nào. Ui, bên kia vẽ cái gì đây? Đã thấy mình kia vẽ này, xoắn ốc luôn. Chúng ta lại nick tiếp. Ô là là. Ôi, mình vẽ này không bơi được. Vẽ phải như thế này cơ. Vẽ chân nó dài xem. Thanh niên bên kia vẽ cái gì vậy? Haha. Này thì chân dài này. Chân dài này. Ô, robot cơ. Mình có khả năng mở khóa được robot mà không làm vậy. Trò này vẫn không có chơi online nhỉ? Phải đánh không chơi cùng 5-6 người mới vui. Game. À, ta vẽ kiểu này, vẽ kiểu này xem đi kiểu gì. Ui, dù đôi chân này. Vẽ kiểu này đôi chân người rất là khỏe. Nhất luôn à. Chúng ta sẽ thử một cái kiểu vẽ khác trong cái lần này. Đây, mình sẽ vẽ cái kiểu là tròn tròn như này. Tròn tròn lò xo. Hàng hiếm, hàng hiếm. Chết rồi. Vướng quá không qua được. Chân dài đến nách này. Trong cái trò này thì chân càng dài thì chạy càng nhanh, tỷ lệ thuận với nhau luôn. Chúng ta sẽ đá đưa sang Happy Grab. Này kia. Tiếc thế nhỉ. Chơi được kìa.
Ồ, mình làm được nhưng mà một sao. Trời ơi, không được rồi. Chúng ta phải cứu. Khó đấy. Là chơi Pearl Master. Á? Phần thưởng à? Ui dồi ôi. Có mấy trăm vàng thôi mà. Player 1, choose. Thôi, thôi ra trận. Có đau không nhỉ? Không có gì à? Ô, trúng đây. Thần Thor đã bị trúng đây. Trúng luôn. Ôi, chết rồi. Nếu mà phát cuối mình ném trúng thì chắc chắn là có điều tuyệt vời xảy ra. Hãy nhìn xem. Hãy nhìn xem. Đó. Xét từ trên trời rơi xuống nhé. Rồi trở lại vào phòng. Barry. Quả Barry. Từ con mặt trăng. Chúng này. Chúng ta win rồi. Tập phim chúng ta đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại.